mai con. Sao thấy cháu cả mai con nữa. Đây là toàn những công nhân ở xưởng may cô Thảo đi xả chét nhá. Lạnh không? Đấy, thì em bé này là ba phết đấy, nhật chỉ đến tháng 7 triệu ấy. Nhật chỉ với cả... Xin chào, chào mấy anh em nhé. Hiện tại đoàn của tôi đã đến nhà khách sạn Hà Thanh. Thank you.
cái phao, ngồi vào cái phao, ngồi vào cái phao. Cái phao để lùi xuống tí nữa. Để lùi xuống tí nữa đẹp hơn. Để phao nó xuống nước đi, để phao nó cần xuống nước. Đấy, ta mới được lùi xuống. Em đi sang cảnh chỗ khác.